rất là nhiều đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn để chọn. Đây burrito. Đây là combo. Combo thì có nhiều loại combo này. Thì đây có deluxe. Thì có một burrito dễ. Ở đấy combo tăng có này. Thì đây có thử classic. Nhưng mà cái này có một taco burrito với cả cái này sweet rồi đó. Mexican thì khác gì? Mexican là cái bánh này là bánh pizza. Chứ không phải cái này như là cung tốt. Đây thì em có thể chọn. Là gì? Sao em có thể chọn một trong hai. Đây em cho drink cho đi. Drink đi. Chọn đi. Có các loại Milk. Cái cà phê. Milk á? Có một milk thôi cho dễ, cà phê không quấy được đâu. Không. Milk rồi, gọi milk rồi, milk chung rồi. Tất cả đều chung rồi, milk rồi. Rồi, tiếp là đến cái này. Chọn gì? Không, đổi được. Chúng cần là chicken thì regular đi nè. Có mấy bạn anh không ăn được chứ bỏ đi. Ok đâu là bao. Không gặp ok. Ok đi. Có muốn thuê mì không? Không muốn thuê mì thế nào? Thế thôi. Resource. Thôi nhưng mà chị nghĩ là cái này cay này. Cay rồi, thôi. Thì đây em muốn chọn gà đúng không? Đây là cái này. Sao sao cái này trông không ngon lắm. Vậy thì cái này ha. Cái này thì đây mẹ chọn đi. Chọn gà. Mẹ thích ăn chicken không? Chicken. Hay steak? Steak. Steak thì chọn. Steak và ai thấy steak. Đi. Steak thì thêm 0,7 đồng. Hay mẹ muốn ăn giòn không? Cái này là giòn. Chip. Chip với nacho cheese. Giòn. Mẹ muốn ăn thế nào? Cinnamon. Cinnamon. Chris hay là cinnamon chip với cả cái này là cinnamon. Cinnamon tức là quế. Vâng. Thank you.
Ừ, sao em quật lại?